Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc lại tiếp tục đến với quý vị, các bạn, các em học sinh phần đọc sách giáo khoa ngữ văn lớp 11, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo, bài thứ nhất, phần nói và nghe, giới thiệu một tác phẩm văn học hoặc một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân. Đề tài giới thiệu và làm rõ giá trị của một tác phẩm văn học hoặc một tác phẩm nghệ thuật mà bạn yêu thích. Bước 1. Chuẩn bị nói. Xác định đề tài, mục đích nói, đối tượng người nghe, không gian và thời gian nói. Đề tài giới thiệu về một tác phẩm văn học, tùy bút, tản văn, bài thơ, vân vân. Hoặc tác phẩm nghệ thuật, điện ảnh, âm nhạc, hội họa, kiến trúc, điêu khắc, vân vân, theo lựa chọn cá nhân. Mục đích nói, giúp người nghe nắm bắt một số thông tin chính về tác phẩm để họ có thể cập nhật thông tin, chủ động tìm hiểu, thưởng thức. Ngoài những mục đích trên, bài nói của bạn còn có mục đích nào khác nữa? Đối tượng người nghe, ngoài bạn bè, thầy, cô giáo, bạn còn muốn trình bày bài nói với ai? Không gian và thời gian nói. Không gian trình bày ở đâu, bạn sẽ nói trong bao lâu? Tìm ý và lập dàn ý. Tìm ý. Để tìm ý cho bài nói, bạn nên chọn một tác phẩm văn học, tùy bút, tản văn, bài thơ, hoặc tác phẩm nghệ thuật, điện ảnh, âm nhạc, hội họa, kiến trúc, điêu khắc mà bạn yêu thích. Tìm hiểu kỹ tác phẩm, có thể tham khảo thêm một số tư liệu liên quan đến tác giả, hoàn cảnh ra đời, vị trí của tác phẩm, đánh giá của các nhà chuyên môn. Ghi chú lại những thông tin sau: tên tác phẩm nghệ thuật, thể loại, tên tác giả, tên nhà xuất bản, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ, năm xuất bản, sản xuất, sáng tác. Một số đặc điểm về nội dung, hình thức nghệ thuật, chủ đề và thông điệp của tác phẩm. Trong đó, đặc biệt lưu ý, đối với tác phẩm văn học, cần giới thiệu về đặc điểm nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Ví dụ, khi giới thiệu một tác phẩm tản văn hay tùy bút, từ bài học này, bạn có thể tóm tắt những tình cảm, suy tư, nhận thức của tác giả về hình ảnh con người, sự việc được miêu tả trong tác phẩm và một số nét đặc sắc nghệ thuật như sự kết hợp giữa yếu tố tự sự và trữ tình. Đối với tác phẩm nghệ thuật, bạn cần giới thiệu về đặc điểm nội dung và nghệ thuật dựa trên đặc trưng loại hình của tác phẩm như tác phẩm điện ảnh, bối cảnh xảy ra câu chuyện, cốt truyện, nhân vật, diễn viên, đặc biệt là diễn viên chính, âm thanh, hình ảnh, ánh sáng, góc quay. Tác phẩm hội họa, hình ảnh con người hoặc sự vật được thể hiện trong tác phẩm, không gian xung quanh, đường nét và hình khối, bố cục, màu sắc, kích thước, tỷ lệ, chất liệu. Tác phẩm âm nhạc, nội dung bản nhạc, bài hát, ca từ, giai điệu, tiết tấu, hòa âm, nghệ thuật trình bày, biểu diễn của nghệ sĩ, ca sĩ. Tác phẩm điêu khắc, hình ảnh con người hoặc sự vật được khắc họa trong tác phẩm, phối cảnh, đặt để, trưng bày tác phẩm, mảng khối, bố cục, kích cỡ, chất liệu. Nhận xét, đánh giá điều bạn yêu thích, không thích về tác phẩm, chọn ít nhất một yếu tố nào đó của tác phẩm để nhấn mạnh cảm xúc, tâm trạng khi đọc, xem, nghe tác phẩm. Cách thức thể hiện bài trình bày, ví dụ như đóng vai, đọc thơ, biểu diễn một phân đoạn nào đó của tác phẩm. Ý tưởng về việc sử dụng phương tiện trực quan hỗ trợ cho bài giới thiệu, ví dụ máy chiếu, hình ảnh minh họa cho tác phẩm, đoạn phim, đoạn nhạc được cắt ra từ tác phẩm, trang phục biểu diễn. Lập dàn ý. Về nội dung thuyết trình, bạn có thể phác thảo dàn ý theo những gợi ý dưới đây. Phiếu giới thiệu về một tác phẩm văn học hoặc một tác phẩm nghệ thuật. Tên tác phẩm văn học nghệ thuật, thể loại, tên tác giả. 1. Lý do chọn giới thiệu tác phẩm văn học nghệ thuật là gì? 2. Nội dung giới thiệu tác phẩm văn học nghệ thuật. Giới thiệu tóm tắt về nội dung và nghệ thuật. Giới thiệu về chủ đề, thông điệp của tác phẩm.
3. Trình bày một số ý kiến nhận xét đánh giá, điều thích hoặc không thích về tác phẩm, tình cảm, cảm xúc khi đọc, xem, nghe tác phẩm. Luyện tập. Khi luyện tập, bạn nên đối chiếu giản ý bài nói với bảng kiểm. Để phần trình bày đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên mở đầu ngắn gọn, hấp dẫn, gợi hứng thú, kết thúc ấn tượng, đặc sắc, tạo dư âm. Lựa chọn từ ngữ đơn giản, dễ hiểu, sinh động, giải thích rõ những từ ngữ khó. Nắm vững bố cục bài trình bày, dùng từ ngữ chuyển tiếp giữa các phần để người nghe dễ theo dõi. Trích dẫn một số câu văn, thơ, lời thoại giữa các nhân vật, ca từ, phân cảnh, phân đoạn ấn tượng trong tác phẩm điện ảnh, âm nhạc, trình chiếu hình ảnh của tác phẩm hội họa, điêu khắc để làm rõ nội dung giới thiệu. Sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ, phương tiện hỗ trợ trình bày, phương tiện ngôn ngữ, hình thể để tăng tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình bày. Sử dụng một số kỹ thuật như cách phát âm, sự nhấn mạnh, tốc độ nói, chỗ ngừng nghỉ. Dự kiến một số vấn đề mà người nghe có thể trao đổi. Bước 2. Trình bày bài nói. Tạo không khí và mối quan hệ gần gũi, thân thiện, lịch sự với người nghe. Sử dụng thẻ ghi chú, ghi lại những từ ngữ quan trọng, sắp xếp các thẻ ấy hợp lý để hỗ trợ người nghe theo dõi phần trình bày. Sử dụng cách xưng hô và các phương tiện phi ngôn ngữ phù hợp, thể hiện sự quan tâm đến người nghe, mời gọi người nghe tương tác với mình trong khi nói. Nói bằng giọng tự tin, rõ ràng, rành mạch, có cảm xúc. Bước 3. Trao đổi, đánh giá. Trao đổi. Trong vai trò người nghe, thể hiện thái độ lắng nghe chăm chú, nghiêm túc bằng những tín hiệu không lời, ánh mắt, cái gật đầu, nụ cười, vân vân. Nêu rõ những điểm thú vị trong câu chuyện của người nói, phản hồi lịch sự với người nói về những nội dung chưa hiểu, những vấn đề mà bạn cho là chưa hợp lý, chưa đồng tình. Trong vai trò người nói, kiên nhẫn chờ đến lượt lời của bạn. Tránh chỉ trích gay gắt, trao đổi trên tinh thần xây dựng, tôn trọng ý kiến của người khác, giải thích rõ hơn về những điều mà người nghe chưa hiểu về bài trình bày của bạn, hoặc khác quan điểm với bạn nếu có, cầu thị và ghi chép tóm lược câu hỏi hoặc góp ý của người nghe. Đánh giá, bạn có thể sử dụng bảng kiểm dưới đây để tự đánh giá lẫn nhau. Bảng kiểm kỹ năng giới thiệu một tác phẩm văn học nghệ thuật. Phần mở đầu, nội dung kiểm tra, chào hỏi và tự giới thiệu đạt hay chưa, giới thiệu được tên tác phẩm, thể loại, tên tác giả hay chưa, nêu lý do lựa chọn tác phẩm một cách thuyết phục hấp dẫn chưa, nhận xét khái quát về tác phẩm, có chưa, đạt chưa. Phần nội dung chính, giới thiệu đặc điểm nội dung và hình thức của tác phẩm, đạt hay chưa, giới thiệu chủ đề, thông điệp của tác phẩm, đạt hay chưa, trình bày ý kiến nhận xét đánh giá về tác phẩm, điều thích hoặc không thích về tác phẩm, tình cảm, cảm xúc khi đọc, xem, nghe tác phẩm, đạt hay chưa, sắp xếp các ý hợp lý, logic hay chưa. Phần kết thúc. Tóm tắt được nội dung trình bày về tác phẩm chưa, khuyến khích người nghe thưởng thức tác phẩm, đạt hay chưa, nêu vấn đề trao đổi hoặc mời gọi sự phản hồi từ người nghe đạt hay chưa, cảm ơn và chào kết thúc chưa. Phần kỹ năng trình bày tương tác với người nghe, diễn đạt rõ ràng, gãy gọn, dễ hiểu hay chưa, sử dụng hiệu quả các phương tiện phi ngôn ngữ để làm rõ nội dung trình bày hay chưa, tương tác tích cực với người nghe trong quá trình nói hay chưa, phản hồi thỏa đáng những câu hỏi, ý kiến của người nghe hay chưa. Nắm bắt nội dung thuyết trình và quan điểm của người nói, nhận xét đánh giá, đặt câu hỏi về bài thuyết trình. Ở lớp 10, bạn đã được học cách nghe, nắm bắt ý kiến, quan điểm của người nói. Bài 6, nâng niu kỷ niệm. Trong bài học này, bạn sẽ tiếp tục học kỹ năng nghe để nắm bắt được nội dung thuyết trình và quan điểm của người nói, đồng thời học cách đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ qua việc nghe các bạn trong nhóm, lớp giới thiệu về một tác phẩm văn học nghệ thuật. Bước 1. Chuẩn bị nghe. Trước khi nghe một bài thuyết trình, bạn nên tìm hiểu trong sách, báo, internet về đề tài của bài thuyết trình, suy nghĩ về những gì bạn đã biết
và muốn biết thêm về đề tài của bài thuyết trình, chuẩn bị bút, giấy để ghi chép, tìm vị trí thích hợp để có thể theo dõi và tương tác tốt với người thuyết trình. Bước 2. Lắng nghe và ghi chép. Trong khi nghe thuyết trình, bạn nên tập trung lắng nghe nội dung thuyết trình để hiểu quan điểm của người nói, tìm kiếm những dấu hiệu ngôn ngữ để nắm bắt nội dung chính của bài thuyết trình và quan điểm của người nói. Các kiểu câu như vấn đề thứ nhất là, quan điểm của tôi là, tôi nghĩ, theo tôi, vân vân. Những nội dung mà người nói nhấn mạnh, nói chậm hoặc kết hợp với phương tiện phi ngôn ngữ, quan sát gương mặt, thái độ, cử chỉ, ánh mắt, lắng nghe giọng điệu của người thuyết trình để hiểu quan điểm của họ. Dùng các từ khóa, cụm từ, sơ đồ giản ý, vân vân để ghi chép thông tin chính của bài thuyết trình. Tham khảo mẫu ghi chép ở sách giáo khoa lớp 10, bài 6, nâng niu kỷ niệm. Lưu ý sắp xếp thông tin nghe được theo một trật tự, logic để hiểu hơn về ý nghĩa của thông tin. Đánh dấu những nội dung chính, thông tin quan trọng, thú vị bằng bút màu, gạch chân, dấu sao. Chú ý những điểm mới mẻ, thú vị về nội dung thuyết trình và cách thức thuyết trình, giọng nói, phong cách, các ví dụ, hình ảnh. Ghi những câu hỏi mà bạn muốn trao đổi với người thuyết trình. Bước 3. Trao đổi, nhận xét, đánh giá. Dùng kỹ thuật PMI, Plus, Minus, Interesting để nhận xét, đánh giá về nội dung và cách thuyết trình. Cụ thể là nêu và khẳng định những điểm tích cực của bài thuyết trình. P. Bài thuyết trình của bạn đã đem đến cho tôi cách nhìn mới về vấn đề nào đó. Bằng những ví dụ cụ thể, cách trình bày rõ ràng, bạn đã giúp tôi hiểu rõ vấn đề nào đó. Nêu một hoặc hai điểm hạn chế hoặc cần trao đổi thêm. M. Bằng giọng điệu mềm mỏng, bằng cách đặt câu hỏi. Tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn. Tôi cho là gì đó vì những lý do sau. Tôi nghĩ rằng bài thuyết trình của bạn sẽ thú vị hơn nếu thế nào đó. Bạn có thể giúp tôi làm rõ vấn đề ABC gì đó hay không? Khẳng định sự thú vị của bài thuyết trình. Y. Mặc dù còn một vài điểm như trên, nhưng có thể nói bài thuyết trình của bạn rất ấn tượng. Tôi học được cách trình bày hấp dẫn thu hút của bạn. Khi trao đổi, bạn nên, trước khi nêu câu hỏi, nêu điểm tích cực về nội dung và cách thức thuyết trình, xác nhận lại quan điểm của người nói, mạnh dạn nêu câu hỏi về những điều chưa rõ. Cần lưu ý hỏi ngắn gọn, mạch lạc, rõ ràng, tránh hỏi quá nhiều hoặc hỏi dồn dập theo kiểu lấn lướt người trình bày, tôn trọng quan điểm của người nói, tránh công kích cá nhân. Bạn kiểm kỹ năng nghe và trao đổi về bài thuyết trình. Nội dung kiểm tra. Ở cái phần chuẩn bị nghe, tìm hiểu thông tin về đề tài thuyết trình đạt hay chưa, quan sát gương mặt. Đó là cái phần chuẩn bị nghe. Bây giờ, ở cái phần trong khi nghe, quan sát gương mặt, thái độ, cử chỉ, ánh mắt, lắng nghe giọng điệu của người thuyết trình đạt hay chưa, ghi chép tóm tắt nội dung thuyết trình bằng các từ khóa, cụm từ, sơ đồ giản ý đạt hay chưa, đánh dấu những thông tin quan trọng đạt hay chưa, ghi chú những điểm mới mẻ, thú vị về nội dung và cách thức thuyết trình đạt hay chưa, ghi lại những câu hỏi muốn trao đổi tranh luận đạt hay chưa. Sau khi nghe, sử dụng kỹ thuật PMI để nhận xét, đánh giá những ưu điểm hạn chế của bài thuyết trình về nội dung, cách thức thuyết trình đạt hay chưa. Có thái độ lịch sự, tích cực khi trao đổi, biết chờ đến lượt mình, xác nhận quan điểm của người nói trước khi trao đổi, tôn trọng quan điểm của người nói đạt hay chưa, trình bày rõ ràng, gãy gọn, mạch lạc vấn đề muốn trao đổi đạt hay chưa. Thanh Tùng diễn đọc, vui lòng bấm like, share và đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Trân trọng, mến chào.